Vừa mua được chiếc ốp độc lạ Bình Dương, cô gái liệm ngay tại chỗ vì hai chú báo nhi đồng này. Cứu tôi tài ơi, cha tôi tài ơi. Mới đây, một cô gái đã đau khổ chia sẻ lại đoạn video khiến nhiều cái thận thấy nhức nhức. Chả là được hôm thức khuya lướt điện thoại, cô gái này đã thấy trên Shopee có một chiếc ốp hình cái dép màu xanh lá cực kỳ cute mà lại còn giá rẻ. Thế nên bạn trẻ này đã ngay lập tức order về dùng thử xem như nào, có độc lạ như lời quảng cáo hay không. Sau khi mòn mỏi đợi hàng, cuối cùng ngày khui ốp cũng đã đến, có thể thấy khuôn mặt của trẻ này đã nở một nụ cười tươi như hoa cho đến khi bi kịch ập đến. Cụ thể, chiếc iPhone đắt tiền được đeo chiếc ốp vô tri trên đã vô hình chung trở thành cái dép cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Hai bạn nhỏ đã nhanh trí đưa ngay xuống chân, GDG lại khiến cô gái xem mà chỉ thấy đau ở trong lòng. Cứu tôi ơi, cha tôi tài ơi. Hậu quả là sau một buổi tối không trông hai đứa em, chiếc điện thoại vừa mới mua đã sức be bét, hiện vẫn chưa rõ nó còn sử dụng được không nhưng nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Niềm vui khi có một chiếc ốp mới chưa kịp vơi, nỗi buồn vì phải đi sửa màn hình đã phải ập đến một cách vô cùng đau đớn. Viva 24 giờ cảm ơn bạn đã xem. Hãy tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo từ chúng tôi.